Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Mới đây trên trang cá nhân, Jelly Phương Trinh đăng tải loạt ảnh hậu trường trong một lần show diễn. Cô diễn tràn nụ cười cám, khoe dáng ở độ tuổi U50. Điều đáng chú ý là sự xuất hiện của chồng cũ Bằng Kiều. Cả hai thoải mái chụp ảnh với nhau, giữa mối quan hệ bạn bè dù đã được ai nấy đi. Trước thắc mắc của người hâm mộ vì việc đi hát với chồng cũ, Jelly Phương Trinh nói khi đứng trên sân khấu, cô xem Bằng Kiều như một đồng nghiệp. Còn dưới sân khấu, nữ ca sĩ xem giọng ca Trái Tim Bên Lề là một người bạn có đứa con chung. Trong tuần vừa rồi khi hầu như ngày nào, hai đứa cùng gặp nhau vì có một dự án đang hợp tác làm chung. Khoảng 3 tuần nữa thì dự án sẽ được trình diễn trên kênh YouTube của Bằng Kiều. Mất đi một người chồng, nhưng có một người bạn luôn đồng hành và ủng hộ cho mình thì đó là niềm hạnh phúc có được sau tất cả cô tiền manh. Chia sẻ của Jelly Phương Trinh khiến cộng đồng mạng thích thú, nhiều người đồng tình và ngưỡng mộ cách cư xử của nữ ca sĩ với chồng cũ dù đã ly hôn. Vì anh bày tỏ thật tuyệt vời, sao tất cả lại tìm được bên nhau trong một phương diện khác. Kết nối nhẹ nhàng, em chúc mừng thành công của anh và chị. Tuyệt vời nhất là đoàn mất đi một người chồng mà vẫn có một người bạn luôn đồng hành. Đó là điều mà không phải ai mong cũng có được. Quá văn minh và lịch sự, người xem khác bày tỏ. Sau khi ly hôn hồi năm 2013, Bằng Kiều vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ. Để cùng chăm sóc các con, nữ ca sĩ hải ngoại có người mới. Cô không quên xin phép chồng cũ cho người đàn ông này được chăm lo, dạy cho các con khi anh vắng mặt. Cô từng giải thích vì chuyện làm bạn với Bằng Kiều. Nhiều khi bố mẹ xa nhau, nhưng mỗi khi gặp nhau vẫn tươi cười, còn hơn là ở gần nhau mà suốt ngày có mặt có màu nhẹ với nhau để làm ảnh hưởng tới các con cái. Mới đây khi Bằng Kiều công khai có con với bạn gái mới, Jelly Phương Trinh dành lời chúc mừng đến anh. Mối quan hệ văn minh của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhớ lại thời điểm ly hôn Bằng Kiều, Jelly Phương Trinh cho biết, lúc tôi ly chị xong, tôi không biết phải làm gì kiếm sống vì trước đó tôi đã nghỉ hát để vui vì lo cho chồng con. Thời gian đó tôi lo lắm, tôi không thể đi hát lại được, ca hát không ai mời. Bầu show khán giả quên mình luôn rồi. Tương lai mịt mù lắm lúc đó mới 15. Ba đứa con nhỏ công việc thì không có. Tôi đi hát từ năm 19 tuổi. Đâu đi làm gì để kinh nghiệm đi xin việc. Đâu ai muốn tôi. Có một người bạn gợi ý cho tôi là mua lại một quán ăn rồi mở ca nhạc buổi tối. Tôi chưa bao giờ mở nhà hàng nhưng không hiểu sao có linh tính gì đó. Lấy hết tiền để mua nhà hàng. Jelly Phương Trinh nói thêm, mua nhà hàng xong tôi vì bảo mẹ thì mẹ tôi mắng quá trời. Bảo tôi ở nhà hụ muối, để đâu có không biết. Làm sao mở nhà hàng được, nhưng tôi vẫn quyết tâm và mở nhà hàng. Số tôi may mắn trong suốt năm là lấy lại vốn luôn. Người đẹp cũng cho biết sau khi ly hôn, thấy cô buồn nhiều, bạn bè rủ đi chơi. Nhờ vậy bạn bè mách chỗ mua lại cửa hàng để kinh doanh. Jelly Phương Trinh lúc đó, mẹ cô cũng hơi lo khi cô đi chuột mà Kenji. Con trai thứ ba 17 tháng tuổi, mẹ tôi hiểu tâm lý của con, sợ mình buồn nên trông con. Cho mình đi chơi, bạn bè dần hết chỗ này chỗ kia, nhìn tôi sành điệu thì chứ thực ra rất quen mùi vì tôi đi hát từ năm 19 tuổi. Không có thời gian đi chơi. Khi tôi làm kinh doanh thì lại không đi chơi nữa, nữ ca sĩ chia sẻ. Trải qua những biến cố, Jelly Phương Trinh ngày càng mạnh mẽ, bản lĩnh hơn. Bên cạnh công việc kinh doanh, cô cũng trở lại với hoạt động nghệ thuật để chăm lo cuộc sống cho con cái. Năm 2013, Bằng Kiều và Jelly Phương Trinh ly hôn sau 10 năm chung sống. Cả hai có với nhau 3 cậu con trai. Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Cùng hợp trợ nhau trong việc dạy con cái, cách cư xử văn minh của cả hai khiến người hâm mộ nể phục.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.